Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Và nay mình đổi không khí đi. Mình sẽ chơi con Attack on Titan Wings of Freedom. Ok, thì game này là game anime mà mình là otaku mà cho nên là game anime là mình cũng nghiền á. Attack mod. Ok, đối với mà những ai mà chưa biết về Attack on Titan thì đây. Titan là đã ở trên thế giới này khoảng 100 năm về trước. Và nó áp đảo loài người, buộc loài người phải xây dựng nên ba bức tường là tường Maria, Rome và Sina. Ba bức tường này để ngăn chặn Titan, nếu không cho Titan vô ăn thịt. Giờ hỏi trong những bức tường này thật an toàn. Tuy nhiên, その日、人類は思い出した。cái ngày đó nhân loại đến ghi nhớ.奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。Thì là mấy con Titan á, nó không có thể leo qua được cái bức tường này. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay thì nó lại có một con siêu Titan. Không, nhà nó cứ tự nhiên nó xuất hiện rồi nó cho một phát nổ lông cước, hay là bể bức tường. Nó và thành Maria thất thủ thì còn lại dân số chuyển tới Hành Rô để sinh tồn. Đó, cái cốt truyện là như vậy. Nghĩa là Titan nó xuất hiện, nó ăn thịt người. Và sau đó con người thì xây lên ba bức tường. Ở được 100 năm thì lại có một con siêu Titan nó xuất hiện và nó đá bể cái bức tường. あれから2年、シガンシナ区を出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる2 毎năm日を送sau っていthì た。cái thằng main chính nè, là thằng Eden, gia nhập trung đoàn 104. どうした？第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか？立体機動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。次、用意はいいか。この装置を使いこなせるようになれば巨人どもなんて敵じゃない。俺は強くなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で
目標地点まで移動しろ。これができなきゃ話にならねえ。やってやる。ガスを吹かせば高速で動くことが可能だ。限りあるガスを有効に活かせ。戦闘中にガス切れになったらまずいもんな。ガスの残量に注意しておかねえと。立体軌道をうまく壊せなきゃ巨人なんか相手にできねえぞ。よし、いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。OK. Bây giờ hiểu rồi. Nói chung là cái control này nó cũng rất là khó nha. Osoi! Chisai no senjo de sono zama de wa sugu ni kyojin no ibukuro ikida zo. Tsugi wa ogata no kyojin ni taisuru kogeki kunnen da. Cái bộ trò này cũng không phải là dễ nữa. Vậy mà thục á. Tại sao nó lại chém bên dưới cơ? Rõ ràng là bay lên trên mà nó lại vẫn chém bên dưới. Ảo.
quá ảo luôn. Chém gãy kiếm luôn rồi á mà nó vẫn không ấy à. Rồi. Đánh nãy giờ mới đổ được. Ba, đi đâu rồi? Yaiba wa kogiki sureba gas wa fukaseba shoumon suru. Yaiba no kansou to gas no hojuu wa sentou ni hissu de aru. Ijou o fumae, jissen o soutei shita kunren o okonau. Kakuji handan shite, hitsuyou ga areba hokyuu shiro. Ở đây mấy thằng này là tiếp tế giao rồi nè. Quân lính hệ, yaiba và gas là ở đây hô cứu được rồi. Thari nạc nát là, anh sẽ đi đây coi. Ấy. Anh cho em xin. Ở game này là giả lập trên máy tính nha, cho nên là mình cũng chưa có quen cái control đó. Game khó chơi quá. Ariga to Krista. Em Krista đây rồi. Nhỏ này là đẹp nhất luôn.
đẹp nhất trong Attack on Titan. Đứng nhì là Mikasa. だけの手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。分かってるよ。他の奴らに負けたくもねえしだ。そこまで。時間だ。訓練の最優秀成績者を発表する。ミカサ・カーマン。お前が1位だ。くそ。倒れはミカサに。各々、今回の結果を踏まえ、さらに訓練に励め。解散。 Mikasa được number 1. つかれた。もっと体力つけなきゃ。エレン。
立体軌道のコツはつかめたか？いや、対人格闘術ならライナーに負けねえけどな。お前だって兄に投げ飛ばされてた。なんならまた投げ飛ばしてあげるよ。兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。じゃあそんなに点数が大事かよ。当たり前だろ。憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ。俺たちは真面目に訓練をやり抜いて内地で快適に暮らすんだな。のう？あ、いや、僕は。thanh niên này là gia nhập vô cái quân đội là chỉ muốn chọn ở cái vị trí mà giữ tường thành thôi. Ở đây nó có ba vị trí, là một là phục vụ cho nhà vua, hai là đội trinh sát. Đội trinh sát là phải ra ngoài thành, còn một đội là đội bảo trì cho bức tường á. Là cái đội đó là chỉ có mỗi ngày là chỉ có ăn và ăn. Đội hoàng gia cũng vậy, cũng để chinh chiến đâu, chỉ có trinh sát còn ra ngoài là chinh chiến rất là nhiều thôi. お前の志望は調査兵団だったな。ああ、俺は調査兵団に入ってこの世から巨人を駆逐する。その後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き、卒業の日が近づいていった。Ok, và hôm nay mình chơi tới đây thôi nha. Bạn nào thích thì cứ bấm like và share để giúp mình rất là nhiều. Bạn nào chưa đăng ký thì bấm vào đăng ký. Và bạn nào có vấn đề thì cứ comment thật lòng và có văn hóa, mình sẽ đọc và sửa chữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt.